từ đầu của Việt Nam gần đây thì không tốt cho Indonesia, vậy thì ông Park Hang-seo nghĩ thế nào về phát biểu đó của Win Indo và có thể cho biết về trường hợp chấn thương của Tuấn Anh? 어제 인도네시아 감독의 발표가 있냐면 두 사람의 말로는 자신감을 표시하면서 부르는 코스를 타면 이기겠다. 그리고 또 사실은 양 팀의 최근 경적에 의하면 또 인도네시아 팀은 우세를 좋은 결과를 얻고 그리고 또 떠나의 부상 상황도 한데 맞습니다. 시합을 준비하는 감독이 본인의 자신감을 보이지 않는 감독이 누가 있겠습니까? 저는 상대 감독이지만 인도네시아 리더를 하면서 자신감을 펼치는 건 당연한 일이라고 생각합니다. 뭐 그만큼 인도네시아가 강한 팀은 맞습니다. 그렇지만 최근 경기 결과가 좋지 않기 때문에 그 정도의 좋은 선수를 보유하는 것은 사실은 그 감독의 자신감을 피해가야 되는 문제에 대해서는 저는 우리 나름대로 없는 착실하게 우리 승리를 위해서 준비하고 있고 우리도 준비되어 있다고 생각하고 있습니다. 아는 내일 23명 명단에서 줘야 됩니다. 그 부상 부인은 뭐 그렇게 신강 선수는 아니지만 선수 보호를 위해서 đối với lại bất cứ một huấn luyện viên nào thế thôi, trước khi vào một trận đấu thì chắc chắn là người ta phải bày tỏ sự tự tin của người ta, cái điều đó là điều đương nhiên. Cái thứ hai nữa là nếu người ta phát biểu như thế với lại báo chí Indonesia thì cái điều đó cũng là hợp lý. Indonesia là tôi nghĩ họ cũng là đội mạnh. Còn ở đây thì là do kết quả, họ có những kết quả không được tốt lắm, họ cũng có những cái cầu thủ tốt. Còn riêng với chúng tôi ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chúng tôi chuẩn bị để chiến thắng. Trên trường hợp của Tuấn Anh thì là Tuấn Anh sẽ không có tên trong cái đội hình 23 cầu thủ tham dự trận đấu ngày mai. Chấn thương của Tuấn Anh thì không có gì nặng, nhưng mà trên phương diện giữ cho cầu thủ, cho nên tôi không để lại cái danh sách. Thưa ông, là cái sự mất mát của Tuấn Anh thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến đội tuyển Việt Nam trận đấu sắp tới, và ông có thể cho biết là ai sẽ là người thay thế Tuấn Anh trong trận đấu sắp tới không ạ? Chẳng ai anh nghĩ chúng ta không có sợ khi Việt Nam khi mẹ xuống đi xin chấn đấu chi thì chúng ta có gì Tuấn Anh thì chuyện sinh dụng của những người nói là gì? Tuấn Anh cũng 훌륭한 선수지만 거기에 나오지 않는 우리들도 우리 훌륭한 선수들이 많이 보유하고 있습니다. 지금 여기서 누가 노을 스크리라고 말씀드렸었지만 부이 형도 있고 부이도 있고 강아이도 다시 미필더로 데려올 수 있고 여러 가지 옵션이 있기 때문에 그거는 아니 빠진 데에서는 현실은 있지만 그 대체 자원은 충분히 옵션이 있습니다. Rõ ràng là Tuấn Anh là một cầu thủ giỏi, nhưng chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi các cái tiền vệ còn lại của chúng tôi cũng đều là những cầu thủ giỏi cả. Bây giờ thì tôi cũng chưa thể nói với các anh biết rằng là những cầu thủ nào sẽ thay thế. Chúng ta có Huy Hùng này, chúng ta có Huy này, thậm chí là chúng ta có thể kéo Hải để đá vị trí đó được. Đúng là cái tổn thất của cái Tuấn Anh không thi đấu thì nó cũng có tổn thất đến cái đội tuyển, nhưng tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng có rất nhiều cầu thủ giỏi để thay thế đó, thay thế cái vị trí đó. 그 굉장히 날카로웠고 또 오늘 이야기 들으면 브라질 선수 중앙 수비수가 기아 선수가 새로 우리 경기에 들어온다는 이야기도 들었습니다. Tôi đã trực tiếp xem cái trận đấu giữa Thái và Indonesia ở Jakarta thì tôi ở trận đấu đó thì tôi biết là chúng ta đội Indonesia có đến 4 cầu thủ đều thuộc hàng tấn công, đó là số 9 của Brazil, số 17, số 10 gốc Hà Lan và số 15 của Nigeria.
Thế thì số 9, số 10 và số 17 thì ba cầu thủ này đến cầu thủ họ sẽ kết hợp với nhau để cùng chơi, và vai trò của họ là tập trung tấn công khá nhiều. Tôi biết chúng tôi sẽ phải cẩn thận với cầu thủ này. Riêng số 17 thì anh ta có khả năng đá phạt góc cũng rất là tốt. Ngày hôm nay thì đá phạt tự do khá là tốt. Ngày hôm nay thì theo chúng tôi biết mới thông tin mới nữa, đó là Brazil mới nhập tịch thêm một cầu thủ đá ở vị trí trung vệ. Anh ta sẽ là người đội tuyển Brazil. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.